chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh pha chế của Hoàng Xuân Phi. Hôm nay Phi sẽ hướng dẫn đến tất cả các anh chị và các bạn cách làm một món ăn được sử dụng phổ biến trong những cái ngày hè nóng nực ha, giúp cho chúng ta giải nhiệt cơ thể và rất là mát mẻ luôn. Đó là một cái món kem được làm từ trái cây các bạn. Việt Nam mình thì được mẹ thiên nhiên ưu ái, có rất là nhiều loại trái cây, đặc biệt mà không phải đất nước nào cũng có. Trong đó chúng ta phải kể đến nó chính là xoài. Xoài thì được rất là nhiều vùng miền trồng, nhưng mà mỗi vùng miền thì nó có một cái hương vị khác nhau các bạn. Giống như xoài đặc biệt mà mình muốn nói tới đó là cái xoài cát Hạ Long ở cái miền Tây Nam Bộ các bạn. Nó rất là đặc biệt, nó rất là ngon và được xuất khẩu ra nước ngoài rất là nhiều ha. Hôm nay thì Thi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món kem xoài. Thì có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn, nó rất là hay, đang chờ đợi phía trước. Vì vậy các bạn hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ Thi nha, để khi ra video mới thì các bạn sẽ là người được thông báo xem đầu tiên. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi cái phần nguyên liệu và cách thực hiện. Và đây là phần nguyên liệu để làm kem xoài nha các bạn. Chúng ta sẽ cần xoài, xoài tươi các bạn, xoài chín như thế này ha. Whipping cream, kem béo thực vật rich, sữa đặc, bột sữa và tinh bột nghệ các bạn. Tinh bột nghệ này nó giúp chúng ta tạo cái màu vàng tự nhiên và đẹp ha các bạn ha. Nếu như các bạn không muốn sử dụng tinh bột nghệ hoặc là không có tinh bột nghệ sẵn thì mình có thể sử dụng màu thực phẩm đều được nha. Giờ thì sẽ sơ chế xoài tiếp ha các bạn ha. Chúng ta cần khoảng 600g xoài tươi ha. Sau khi sơ chế thì có 600g phần thịt xoài như thế này các bạn. Mùi rất thơm và rất tươi luôn ha. Giờ mình sẽ xay nhuyễn cái phần thịt xoài này ra. Giờ mình sẽ cho cái phần thịt xoài này vào cối xay nha các bạn nha. Sau đó thì tôi sẽ cho vào đây 40g bột sữa các bạn. Là 100ml sữa đặc nha. Chúng ta cho vào để mình xay cùng luôn. Tiếp đến thì mình cho luôn cái phần tinh bột nghệ vào luôn nha các bạn nha. Chúng ta là 6g tinh bột nghệ với 10ml nước sôi nha các bạn. Giờ thì sẽ xay. Mình đổ cái hỗn hợp xoài lúc nãy đã xay mịn là ra ha các bạn ha. Có cái màu vàng rất đẹp luôn nha. Sử dụng 300ml whipping cream nha các bạn. Mình cho vào trong cái rau như thế này để mình đấm cho nó dễ các bạn nha. Và 100ml kem béo thực vật rich.
thì mình sẽ dùng cái máy đánh này, chúng ta sẽ đánh cho nó bong cam lên ha. Đầu tiên thì mình sẽ đánh với cái mức nhỏ thôi nha các bạn nha. Giờ thì sẽ mix cái hỗn hợp cam mình vừa mới đánh xong và cái xoài đã xay mịn lại với nhau nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đánh lại cho nó đều với nhau nha các bạn ha. Đây nha, mình sẽ đánh với mức nhỏ thôi nha các bạn. Rồi, sau khi đánh đều như thế này thì chúng ta cho vào hộp và bỏ vào ngăn đông của tủ lạnh. Vậy là chúng ta đã có món cam xoài thơm ngon rồi các bạn. Giờ thì sẽ cho vào trong cái tô như thế này nha các bạn ha. Hỗn hợp của chúng ta rất là mềm mịn luôn các bạn. Rất đẹp ha. Chúng ta lắc xuống cho nó bằng, nó đều. Rồi, bây giờ thì sẽ cuốn băng thực phẩm lại và chúng ta sẽ bỏ vào ngăn đông của tủ lạnh từ 6 tới 7 tiếng, hoặc các bạn có thể để qua đêm cũng được nha. Sau khi bỏ đông 7 tiếng đồng hồ các bạn thì chúng ta có được cái thành phẩm như thế này ha. Đây thì sẽ mở ra cho các bạn xem. Wow, thật là đẹp luôn các bạn ha. Cái cam của mình nó rất là mịn nha các bạn. Giờ thì ra sẽ dùng cái muỗng múc kem mặt và múc kem ra cho hai các bạn ha. Kem của chúng ta mềm, sốt rất ngon luôn các bạn. Các bạn nhìn không có một tí lá dong nào luôn nha. Giờ thì sẽ cho vào đây một ít xoài cắt hạt lựu nữa các bạn nha, xoài tươi. Ngon và đậm đà luôn. Thì sẽ mời các bạn cùng Thi thưởng thức ha. Giờ thì sẽ mời các bạn thưởng thức cùng với Thi để cảm nhận cái mùi vị của xoài với kem nha. Kem xoài rất là thơm ngon để cho gia đình mình sử dụng hoặc là có thể dùng kinh doanh được luôn ha. Món kem xoài của chúng ta làm rất là đơn giản với những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm luôn ha các bạn ha. Hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công để cho ra một cái món ăn rất là ngon bổ dưỡng luôn ha các bạn. Ở đây Thi sử dụng những cái nguyên liệu
tự nhiên và không có sử dụng những cái sản phẩm có hóa chất này kia, nó rất là tốt cho sức khỏe luôn các bạn. Mình có thể áp dụng để sử dụng cho gia đình mình dùng, hoặc là có thể dùng để kinh doanh đều được luôn ha. Đây là những cái món kem mà Thi đang sử dụng kinh doanh tại quán của mình và được rất là nhiều khách hàng ưa thích, bởi những cái hương vị của nó vẫn còn nguyên các bạn, nó vẫn là từ cái mùi xoài tự nhiên, và cái vị nó thì là ngọt ngọt chua chua tùy những cái mùa hoặc là những cái vùng miền ha các bạn, nên là có cái xoài của chúng ta nó có cái mùi vị có khi thì nó hơi chua và có khi nó hơi ngọt á. Nên các bạn nếu mà chọn những cái trái xoài các bạn thì chúng ta nên chọn những cái trái nó vừa chín tới thôi các bạn ha, đừng có để cho nó quá chín, nó lụng quá thì làm nó cũng không có ngon nha. Nó vừa chín tới thì chúng ta sẽ còn giữ được cái vị chua chua các bạn, nó hơi chua chua ngọt ngọt thì cái thành phẩm kem xoài của chúng ta ra nó mới ngon ha. Đó là những chia sẻ của Thi muốn gửi đến các bạn. Nếu các bạn cảm thấy cái chia sẻ của Thi hay ý nghĩa, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Hoàng Xuân Thi giúp Thi nha, tạo động lực cho Thi ra những cái video để cho các bạn cùng xem, học hỏi nhiều điều thú vị mà Thi